Xin chào tất cả các bạn đã đến với lại kênh của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với lại các bạn món thịt thăn bò xào với lại rau cải. Món này thì mình làm cũng rất là nhanh và cũng rất là đơn giản. Bây giờ thì mình xin mời các bạn cùng vào bếp và làm với lại mình món này. Ở đây thì mình có thịt thăn bò. Trước tiên thì mình sẽ cho muối vào thịt. Kế đến thì mình sẽ cho một ít tiêu. Và sau đó thì mình cho nước tương vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít bột bắp. Mình trộn tất cả các hỗn hợp này lại với nhau để cho các gia vị được thấm đều lên từng miếng thịt. Chảo lên bếp và mình sẽ cho một ít dầu. Sau đó mình sẽ cho thịt bò vào. Mình sẽ xào phần thịt bò này cho tới khi mình thấy nó chín được khoảng 70% thì mình sẽ vớt nó ra. Mình sẽ dùng cái chảo khi nãy mình đã xào bò và mình sẽ cho một ít tỏi bầm vào. Khi thấy tỏi đã hơi vàng thì mình sẽ cho rau cải vào. Về phần rau cải thì mình có thể chọn những loại rau cải nào mà mình yêu thích. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước ấm vào. Kế đến thì mình sẽ cho dầu hào vào. Và sau đó thì mình sẽ cho nước tương vào. Loại nước tương này thì nó có vị ngọt ngọt và nó hơi đặc sệt. Mình sẽ đảo qua đảo lại phần rau cải. Sau đó mình sẽ cho bò vào. Sau khi cho bò vào rau cải thì mình cũng sẽ đảo qua đảo lại và mình sẽ để lửa cao cho tới khi mình thấy thịt bò vừa chín tới. Khi đó thì mình sẽ tắt lửa. Vào những lúc mà mình bận rộn và không có nhiều thời gian thì mình thường hay làm món bò này. Vì cách làm của nó thì cũng rất đơn giản và làm thì cũng rất là nhanh. Về phần thịt bò thì mình có thể thay thế cho thịt heo, thịt gà hay là tôm cũng rất là ngon. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi video của mình. Mình xin hẹn lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.